Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Violet. Ok, thì nói cho mọi người cũng biết luôn thì vị tướng Violet này mình thì chỉ chơi được từ bạch kim trở xuống thôi nhá. Lên kim cương thì nó sẽ không được chơi đâu. Đấy, thì cái lý do tại sao ở kim cương với cả cao thủ mình không được chơi vị tướng này thì hãy xem mình đây. Đấy, đơn giản thôi. Đó là vị nó quá mạnh. Đấy, vãi ở trường luôn. Bắn người như bắn chuối. Thì để xem trận đấu ngày hôm nay mình sẽ bắn Violet như thế nào nhá. Tại sao mà Violet nó lại mạnh. Đấy, để xem, đây là lý do. Thì nói chung là mình cứ cầm Violet là trận đó có khả năng win rất là cao. Mình không hề biết được là có thể như thế nào, nhưng mà hiện tại thì con tướng này quá là mạnh. Cũng như là mình chơi con tướng này nó khá là thuần thục rồi. Quá lợi hại rồi, không thể nào mình khác được. Thì Violet thì mình sẽ lên trang bị cho nó cái kiếm chi hồn nhá. Kiếm chi hồn đi rừng cơ mà. Còn giày thì mình sẽ sử dụng giày kiên cường để nhiều pha bị làm choáng hay là bị làm chậm gì đó nó bị giảm đi, bớt đi, giảm thiệt hại đi. Đây, nó ngon lành ở cái chỗ đấy đấy. Giày kiên cường thì mặc dù hiện tại thì đôi giày có tốc độ đánh nó được tăng sức mạnh cơ, nhưng mà mình không thích sử dụng giày đó. Mình thích sử dụng giày kiên cường hơn. Đấy, cái món thứ ba là mình sẽ trang bị cho nó cái kiếm Fanny nhá. Cái kiếm đó thì có hút máu này, cũng như tốc độ chạy. Ý lộn, tốc độ đánh chứ. Nhầm một tí xíu. Không sao. Ủa, núp à? Anh này anh làm gì mà anh ấy núp lùm đấy, không biết nữa. Anh tính hú hí với gái xinh hay sao vậy? À, chà rồi, anh diêu anh nằm xuống rồi đấy. Chết đi. Ủa, hay thế. Thế mà không chết pha đấy. Rồi, một anh. Rồi, ok. Có mạng luôn. À, chà, đằng sau gọi bắn lén. Chơi xấu. Chơi đằng sau bắn lén. Đúng là cái thứ. Rồi, đi viện hai em double kill. Oh man. Và anh cô kia đâu vậy? Cô kia cô núp đâu vậy? Ôi đánh bắn lén đằng sau cái cuối cùng chạy mình thấy chạy đường rồng mà. Trốn luôn rồi quá. Ai cha anh lì thế nhở? Ô. Thế kẹo gái là thế nào ta? Trời ơi, con gái người ta nuôi từ ngày lớn. Từng này rồi đấy cứ ra ghẹo vớ vẩn. Tí nữa là mình vả cho. Ok, mình sẽ đi về ăn rừng cái đã. Thật sự ra mà nói thì muốn chơi được Violet thì ở trên bạch kim nhá. Còn nếu là kim cương thì mọi người đừng có hòng mong chờ vị tướng này được thả ra. Nói chung là rất là ít khi. Ok, mình kêu đồng đội mình là ôm trụ, tí nữa mình gánh. Đấy, mọi người thấy sự bá đạo của vị tướng này chưa? Đấy, đến mức độ đấy luôn ấy, tự tin tỏa sáng luôn ấy. Không thể nào có thể thay đổi sự thật đó. Thường thường thì mình hay chơi ở rank bạch kim đánh cùng với cả các bạn ấy. Trời ơi, nhiều trận mà pick Violet không kịp luôn. Nhưng mà không phải người nào chơi nó cũng hay. Không phải người nào trang bị nó cũng tốt. Đấy. Vì thế nên mọi người có thể trang bị giống mình đi ha. Thoải mái, ui dồi, bắn sướng lắm. Mình chơi thì hổ báo nó quen rồi. Cứ lao lên mà bắn thôi. Ui, lạng lách đánh võng gì gọi là kinh nghiệm nó có thừa ấy. Đơn ra thì cứ thoải mái. Chết thôi vậy, đơn giản lắm. Ai chà. À, đường giữa có hai người anh chị này tính hú hí với nhau này. Ơi giời ơi, chém luôn. Rồi, Natalia này, tị Natalia đằng sau. Rồi, một em siêu việt luôn vãi cả trường. Đây, đứng lại. Ôi, lao vào trụ luôn kìa. Hay quá, mạnh mẽ thế anh. Rồi ơi, đúng là người cá mà. Rồi xong, người cá đi về. Rồi, xong, nằm xuống rồi. Ok, không sao, đã có Violet trả thù cho. Ô, sờ men 4-0 luôn, vãi. Bắn kinh quá mọi người ơi. Thấy mình bắn ghê không? Ồ. Bây giờ bên kia ra, bây giờ cứ từng em ra đây mà ăn. Ô men, mạnh thế. Sao? Ui giời, tuổi gì? Mình đứng solo thẳng mặt luôn, sợ cái gì chứ đúng không? Ui giời ơi, bắn chiêu cuối. Chưa kịp tới em ấy đã phải nằm xuống và hy sinh một cách anh dũng. Đấy, xong rồi khi mà mình trang bị cái kiếm Fanny xong rồi á thì mình sẽ trang bị cho nó cái thánh kiếm nhá. Thánh kiếm rồi xong đao bão táp. Đấy, có hai món chí mạng nó bắn sung sướng được. Khi lên xong là bảo táp bắn một phát một cái một nó thấm cực kỳ luôn ấy. Có hai cây hút máu là ngon rồi. Cố gắng gượng cười này đấy, nghe chưa? Ui dồi ôi, đi như gió, đi như mây về gió thế này làm sao bên kia chịu nổi. Ui dồi ôi, chí mạng kìa. Nó nổi lên phê đừng hỏi luôn. Một em. Rồi, đâu rồi. Ái chà, bạn ấy tính núp à? Mình tưởng bạn ấy về chứ, thì ra vẫn núp ở trong cái bụi lùm ấy.
Quá chở mình thả quả bom bom nguyên tử ấy, bây giờ bạn mới chạy về. Rồi, mình xin cái trụ. Mình xin cái trụ. Đâu rồi? Ui giời, nó bảo mình xin cái trụ mà bạn lại cố gắng làm gì hả? Ái chà chà đánh luôn kìa. Rồi xong dù béo bị trụ nó bắn cho một cái vãi ở cậu lướt làm gì không biết. Bạn lướt về thôi. Cái đâu việc còn lại cứ để mình lo cho. Ủa ai ngờ bạn lướt qua bên này trụ nó bắn cho cái chết queo luôn. Phê. Rừng không ăn rồng à? Ăn rồng làm gì? Ui giời ơi. Không cần rồng. Đấy. Anh này cổ báo với mình cơ. Khổ thế chứ. Đâu? Này thì chạy đi đâu? Ôi giời ơi ôi. Cái gì đây? Làm sao? Đấy, chà, chạy à? Ê, ngộ không. Ôm, man. Ê, ngộ không. Chết bạn này. Thôi xong rồi. Trời ơi, ngộ không phải đấy mém chết với mình rồi đấy. Bạn ấy nhảy vào bụi lùm mất tầm luôn. Mất tầm nhìn ấy. Ôi vãi thế mà chết kìa. Đen thế không biết nữa. Ông chủ đi anh em. Đứng dưới có vẻ ổn rồi. Có vẻ đứng giữa yếu đuối thôi. Không sao. Đấy, còn lại việc còn lại cứ để cho mình lo cho. Thì cái con Violet này á, cái chiêu mồi của nó khi mà sử dụng á, được khi sử dụng một cái này, bắn một cái nó giảm thời gian hồi chiêu chiêu mồi đi nhá. Đấy, vì thế mọi người cứ tận dụng. Khi mà sử dụng chiêu mồi một cái bắn thường, nó giảm thời gian hồi chiêu, mình có thể lướt tiếp. Tha hồ mà vùng vẫy, thoát khỏi mọi kẻ hung ác vớ vẩn, mình có thể là bắn chết bỏ luôn. Cái gì nói lên kim cương gì? Nói lên kim cương mà ngu hả? Vãi cái nói lên kim cương mà ngu. Vãi cả cậu làm tớ buồn cười vãi ra. Nói lên kim cương mà ngu. Thua. Hình như hai bạn đánh cùng hay sao ấy. Đúng rồi. Này thì chống cự này. Chống cự này. Đâu. Bước qua đây. Giờ bên kia nó mai phục ở trong bụi lùm. Đấy quá. Giờ mình bay vào một cái có khi lại ngoéo. Đây biết ngay mà. Đã bảo biết ngay mà. Không sai mà. Ôi trốn trong bụi lùm lên sao. Trời ơi bạn trốn à. Trốn với tớ à. Trốn với tớ thì cũng phải nằm xuống thôi. Sao mà. Nói chung là bạn ấy trốn trong bụi lùm ấy. Nhưng mà bạn ấy không có cái tính kiên nhẫn. Đấy. Khi mà mình thấy mình không bay vào phát bạn ấy ra. Bạn nó tính đòi gọi là ăn tươi nuốt sống mình luôn. Nhưng mà đâu thể nào ăn được. Giờ Violet mà. Cret. Oh Sman. Oh. Đứng solo một mặt luôn cơ. Ôi vãi ơi trưởng. Vai, bạn đứng solo thẳng mặt mình luôn. Kinh dị. Đúng là phim kinh dị bắt đầu phải. Đấy, giờ mình cứ farm thôi. Cái cuộc đời nó đơn giản lắm. Đó là ăn thật nhiều và gánh tem. Đấy. Ái chà, có chuối. Có anh em chuối ơi. Chuối, ái chà chà, ngộ không ạ. Ái chà vẫn còn cố mà đập đồng hồ tớ này. Rồi, lên, bước lên này. Bạn cứ bước lên đây. Mình sẽ tiếp bạn từng tí một. Không gì bị sợ cả. Kể cả Coret luôn. Chơi. Ủa ôi, mình hồ báo lắm. Bạn không phải gì phải chạy. Chạy làm gì? Ôi giời, xong, hết chiêu cuối rồi. Vẫn còn sống được à? Ôi, cái chủ này. Ôi. À, bắn thế phải đấy. Chủ nó bắn mình ấy chứ, nếu không chủ nó bắn làm sao mà chết được. Theo ăn hát vậy thì đừng ăn bùa chứ cậu. Ủa, hồi như hồi nãy mình có nghe nói bạn nói đúng không? Bạn kêu là muốn lên kim cương mà ngu đúng không? Tại sao bạn này có thể giống như vậy được nhở? Đừng có ăn của rừng chứ, trời ơi. Giống như hồi nãy bạn chat rồi mà. Muốn lên kim cương mà ngu thế thì làm sao mà lên được. Khổ bạn thế. Chế ghê, tự dưng ăn bùa mình. Ăn bùa xanh mới đau chứ. Trong khi đấy mình đâu có ăn được bùa bên kia đâu. Cái gì đây? Bà chịu cuối nhanh lên còn kịp. Đúng rồi, bà chịu cuối nhanh lên còn kịp. Ủa, bà chịu cuối còn tí máu cũng lao vào. Ôi giời ơi, lao vào kìa. Ôi giời ơi, này đi lao vào này. Lao vào này. Ủa, men. Anh ấy rất là hổ báo và cáo trồn.
rồi teo nát tóc biến luôn, nhưng mà cũng tử vong thôi, chả thể nào mà sống được cả. Quá kém, sao mà kém thế được cái gì nhở? Thật sự luôn ấy, muốn lấy kim cương mà ngu thế này sao lên được. Ê, như lời bạn chat luôn hồi nãy mình thấy bạn chat như vậy mà, thế mà cuối cùng bạn ấy xử sự y chang như gì bạn nói luôn. Cái gì đây, lao vào à? Lao vào này. Ủa mẹ em chết đấy, không có cờ đét vào đấy này. Nghẹo củ tỏi đấy. Chết chưa, lao vào. Sướng. Teoanat cũng mạnh lắm chứ đùa. Nhưng mà vị tướng Teoanat mà nếu mà có người bảo kê kia mới mạnh được, mới bắn được. Chứ nó không giống Viêu đấy, có thể solo thẳng mặt. Teoanat solo thẳng mặt nó vả chết. Chết này. Oh man. Yeah, come on. Đúng rồi, hay lắm. Ôi trời ơi. Xịt tự ớt đau thế nhỉ? Chắc tại mình ít máu quá. Đi về mấy cậu ơi, có tới bắn được. Rồi xong, Kret nằm xuống. Oma chắc là cũng đi luôn. Trời ơi, cánh cái tem này chắc cũng là mục xương. Thôi bạn này bạn cứ đi ăn bùa đấy, bạn chả đánh nhau hết trơn. What the hell? Mục xương rồi đây. Cánh cái tem này chắc là gục xương ấy. Nó ngủ lạy luôn, con AD nó ngủ lạy luôn. AD chó. Sao bạn chơi làm sao mà cứ để người ta chửi vậy? Nhưng mà chửi AD thì chửi đúng tên đàng hoàng chứ. Mày cứ kêu AD mình cũng là AD đi thầy. Bạn ấy chửi mà kiểu như là nó đụng chạm tới người khác thì làm sao? Mình bắn như thế mà đúng không? Rồi lại ra KS này. Thánh nhân luôn rồi đấy, KS đấy. Bởi KS của mình ấy chứ, nhưng mà không KS được chứ. Tao của mình bự hơn. Sợ quá. Trời ơi, gặp những thành phần thế này mình biết nó làm sao giờ. Hồi đầu mình cứ tưởng bạn ấy thế nào cơ. Trời ơi, nói như đúng rồi, cuối cùng chả đâu hỏi đâu. Solo 1-1 hả? Ừ, solo 1-1 chơi. Chơi đi chơi, sợ gì? Chơi không? Hả? Come on. Làm sao? Ra đây, bước hết ra đây. Rồi, xong. Đợt này thì bạn ấy hết đường về. Đấy. Lao vào đi. Cậu cũng thích lao vào với tớ à? Đùa. Để bắn cho đừng có mà khóc hay chưa? Hỏng người đấy. Chỉ nhau kinh thế, sao mà chỉ AD kinh thế? Bạn ấy chỉ muốn lên kim cương nhưng mà ngu, hơi ngu thôi mà. Một em. Giời ơi, kéo đồng đội tới này. Sung sướng chưa? Ôi mọi người thấy của mình vừa bắn một pha chí mạng mà lính nó một pha lượt, một lượt chí mạng hình như 4-5 cái chí mạng nó nhảy lên, mọi người thấy không? Mấy con lính nó chết đấy. Thật là đá quá đi đúng không? Rồi hay em. Đúng rồi, hay quá. Tuyệt vời. Làm sao? Man. Wait. Chết này, nằm xuống nó rồi. Lao vào tớ này cậu. Ủa, mình bắn giống như là bắn. Ôi giời, bắn thế này thì bắn làm sao mà kia chịu nổi chứ nhở. Rồi ok. Vâng, ôi 18-3 luôn, sung sướng. Ok. Vậy là trận đấu ngày hôm nay đã kết thúc ở đây mất rồi. Thật là đã quá đi thôi. Đã quá. Đấy, hiện tại thì đến nick này của bạn này đang ở bạch kim 1 nhá. Đấy, nếu mà lên kim cương thì sẽ khó lòng lắm. Đấy, mình phải là nhân cơ hội bạch kim 1 mình làm clip. Rồi ok, bye bye tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã hết clip mình nha. Nhớ đăng ký kênh cũng như chia sẻ video clip giúp mình nhá. Đấy là lý do tại sao ở rank kim cương luôn cấm Violet. Thật sự là rất đáng sợ dành cho những vị tướng mà có khả năng bắn rất là tốt như mình. Cầm Violet trong tay thì có thể nói là bye bye.